Shop Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình mang tới cho anh em ở đây một cái bàn có rất là nhiều cái cần số ở trên này ha. Đây, nhiều cái cần số ở trên này. Thì cũng như anh em biết rồi, cái cần số xe thì anh em đạp rất là nhiều. Mỗi khi mà anh em lên xe thì anh em phải đạp số để chúng ta di chuyển ha. Thì cái cần số đó thì nó có những cái gai ở phía trên đó, và nó cũng là cái bộ phận ở bên ngoài của chiếc xe. Cho nên là theo thời gian 5 tháng anh em sử dụng nhiều thì đương nhiên là nó sẽ gặp phải những cái vấn đề về mòn, xấu, trầy xước ha. Thì một cái cần số xe thì nói chung nó cũng có thời hạn sử dụng thôi. Ai xài lâu thì nó sẽ xấu, còn ai ít xài thì nó còn đẹp. Cho nên là nhiều anh em cũng đã bị hư cái này lắm. Cho nên hôm nay Đạt mang tới cho anh em một cái cần số ha. Nhưng mà cái cần số này thì nó không phải là dạng bình thường như những cái xe khác. Nó là của cái xe cần số super, nhưng mà nó lại là xi bóng anh em ha. Cái loại này thì nó xuất khẩu nha anh em, loại này xuất khẩu nước ngoài. Ở Việt Nam thì anh em rất ít thấy bán, tại vì cái loại này là nó xuất khẩu nước ngoài. Cho nên là ở Việt Nam thì nó sẽ có một cái tem Việt như vậy. Đây này anh em thấy không đó, ở Việt Nam nó sẽ có một tem Việt nha, Việt Nam. Nhưng mà khi mà nó xuất khẩu ra nước ngoài thì nó sẽ dán thêm một cái tem nước ngoài vào nữa. Ví dụ như nó xuất khẩu qua Thái Lan thì nó sẽ dán thêm tem Thái Lan vào. Nó xuất khẩu qua Indo thì nó sẽ dán thêm tem Indo vào. Thì cái cần số này nó chỉ có ở một số cái đời xe nhất định thôi. Thứ nhất là hình như là Super là 2003 hay 2004 gì đó. Và một cái xe nữa đó là cái xe Dreamloon đời 1999 thì nó sẽ có. Còn những cái xe Super khác thì nó sẽ không có đâu ha. Thì cái cần số này anh em, đây mình sẽ mở ra cho anh em coi để cho anh em chúng ta hình dung rõ hơn. Nhưng mình nói thì đôi khi nó cũng không rõ lắm ha. Mới 100% nha anh em nha. Mới 100%. Đây đây này, mình sẽ mở cho anh em coi này. Đây, anh em thấy nó rất là mới, nó rất là bóng luôn. Đó, rất là đẹp nha anh em nha. Đấy, cái nó bóng láng như vậy luôn. Này, anh em thấy chưa? Siêu bóng luôn nha. Hai mặt đều bóng hết. Đó, hai mặt là đều bóng hết nha. Bóng láng luôn, rất đẹp. Đó, thì nó bóng như vậy á, thì anh em chúng ta đi, anh em sẽ không sợ đi một thời gian nó bị đen nha. Các cái sần số Super Việt Nam á, thì nó sử dụng cái lớp C là cái lớp CM. Cho nên là anh em đi một thời gian là nó sẽ bị đen lại, hoặc cái xe quen pha nó bị đen lại. Còn cái loại này thì nó xi bóng, nó giống như các cái cần số của Thái anh em. Giống như các cần số của rim Thái hay quay Thái là rất là bóng này. Đấy anh em thấy chưa? Rất bóng luôn, cho nên là anh em đi không phải lo là bị sét, bị đen này nha. Đó, nó bóng loáng như vậy luôn. Anh em thấy chưa? Đi đi đâu nó bóng theo đấy. Hai đầu đều bóng hết nha. Và cái đầu nó sẽ là cái đầu bằng nha anh em nha. Cái đầu của cái cần số nó sẽ là cái đầu bằng. Rất là đẹp. Cực đẹp luôn, nói chung nó rất là bóng. Cái cây này cầm là rất bóng luôn, nhìn là cực kỳ thích nha anh em nha. Thì một số anh em thì chúng ta lại thích cái mẫu cần số như vậy, hai cái đầu nó sẽ là hai đầu bằng như vậy ha. Một số anh em thì thích cái kiểu cổ điển như là rim Thái hay quay Thái này kia, thì một đầu nó sẽ là có cao su và một đầu nó sẽ là đầu bằng đó, thì tùy thôi. Nhưng mà Đạt thấy thì cái này nó cũng rất là đẹp nha. Nhiều anh em thì lại chuộng cái loại này hơn, và đặc biệt cái loại này nó rẻ hơn là các cái cây rim Thái và quay Thái ở bên tiệm Đạt đang cung cấp cho anh em nha. Một cây này thì giá của nó chỉ có 200 ngàn thôi. Đây, một cây như vậy, nguyên đan nguyên kiện như thế này, 200 ngàn một cây nha. Đây, 200 nha anh em nha, không có đắt nha. Đấy, 200 ngàn thôi, rất là rẻ đâu anh em. Còn một cây rim Thái ha, thì nó sẽ tới 350 lận. 350 một cây rim Thái lận, còn cây này nó chỉ có 200 thôi. Mà rất là đẹp, đây các cái đầu gai của nó đây, mình sẽ quay cho anh em coi luôn. Các cái đầu gai của nó rất đẹp này, anh em thấy chưa? Rất là ok luôn. Đấy, hai đầu gai này rất đẹp nha. Cần số nó xi bóng cực kỳ đẹp luôn em, bóng loáng luôn. Nói chung là anh em nhìn cái cây này là em rất thích nha. Thực sự luôn, nhìn nó cái hiệu ứng bóng của nó lên rất đẹp luôn em. Đánh đèn vào hoặc là anh em đi ban ngày nó còn đẹp ác nữa. Thì một cây như vậy là 200 ngàn một cây nha anh em. Thì cái này thực ra là anh em gắn được cho rất là nhiều xe luôn. Rim Thái, Super Rim, Quay Alpha, rồi các cái dòng như là Quay ZX, Quay Trung Quốc, riêng Trung Quốc anh em gắn được nha. Cho nên là anh em gắn được rất là nhiều loại xe. Thì cái giá nó rất là rẻ luôn. Nó chỉ có 200 ngàn một cây thôi. Đó, thì anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ với Đạt để mình quất một cây về, anh em gắn lên xe nha. Thì cái này nó là hàng Honda Việt Nam anh em ha. Honda Việt Nam sẽ xuất khẩu qua nước ngoài. Cho nên là đây, tem của nó sẽ là tem Việt nha. Nhiều anh em đừng hỏi thắc mắc là tại sao ở cái này nó lại là tem Việt, nó không phải là tem Thái. Thì cái này nó là hàng Việt Nam nhưng mà xuất khẩu, chứ nó không phải là hàng Thái nhập nha anh em, mà là Việt Nam xuất khẩu qua nước ngoài. Tại vì nếu như anh em để ý thì các cái cây Super
Còn là các cái cây Dream, các cái cây Super bình thường thì nó sẽ là cái màu mờ, chứ nó không phải bóng như này nha anh em nha. Nó không bóng như vậy đâu, mà nó sẽ là CM. Mà CM thì anh em biết rồi, nhiều anh em không có thích, tại vì thứ nhất là cái nước CM thì nó rất là chìm. Mà thứ hai á là cái CM đó anh em chúng ta xài thời gian nó không có bền ha. Nó không có bền bỉ như cái này đâu. Cái này anh em thấy nó bóng từ đầu tới cuối rồi này. Từ trên xuống dưới nó bóng loáng hết luôn nha. Rất đẹp luôn, thật sự rất đẹp. Cái hiệu ứng nó mang lại rất là đẹp luôn. Và cái này cho cái độ bền rất là tốt nha anh em nha. Cái độ bền của cây này là rất tốt luôn. Tại vì thứ nhất là nó là hàng xuất khẩu, cho nên là cái chất lượng của nó rất là cao. Mà thứ hai là nó xi bóng như vậy, cho nên anh em xài một thời gian. Cái nước xi của Honda thì anh em biết rồi, nó không có bị bong chóc, không bị ghẻ lở nha. Nó chỉ có bị chảy xước thôi. Nếu như anh em chúng ta xài anh em giữ không kỹ thì đôi khi nó bị chảy xước thôi, chứ nó không có bị xuống màu đen thẫm như là những cái cây mà CM nha anh em nha. Những cái cây hàng Việt Nam theo xe của Alpha hay là Super này kia là nó CM, cho nên nó rất là dễ bị xuống màu đen, rất là xấu ha. Đó. Và hai cây này thì hai đầu bằng, thì một số anh em chúng ta kêu là cái đầu nhọn của các cái cây rim Thái hay là quay á, thì nó sẽ đạp nó không có chuẩn bằng những cái cây đầu bằng như vậy, thì cũng đúng. Tại vì đầu bằng này thì nó to hơn, cho nên anh em đạp nó sẽ dễ hơn ha. Đó, thì một cây như vậy là 200. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Đạt. Đây, nó bóng rồi, nó bóng từ cái phần để anh em vặn ốc vô nó đã bóng rồi nha. Bóng tới phía dưới luôn, bóng loáng luôn. Cái này là nãy giờ mình cầm tay vô, cho nên là nó hơi có dấu mồ hôi nè. Thì nó rất bóng, nó rất đẹp luôn anh em ơi. Thực sự rất đẹp luôn. Đó, anh em nhìn thấy không? Để nó bóng này. Đấy, anh em thấy chưa? Đó. Thì cái này là mình cam kết chính hãng cho anh em nha. Thì anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ với Đạt. Một cây như vậy là 200.000. Đó, mới 100% luôn. Cho nên là yên tâm, cam kết bảo hành trọn đời chính hãng cho anh em nha. Rồi, xin chào tất cả quý anh em nào có nhu cầu thể nhấc máy lên gọi điện cho mình nha. Số điện thoại của mình ở ngay phía dưới này anh em ha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.